Nói chung em cũng biết tí nấu ăn thôi mà cái này em cũng không có khéo cho lắm. Thì hôm nay em tặng anh cái món này là rau câu hình hoa hướng dương. Thì cái hoa hướng dương này nó có ý nghĩa là nó là thông điệp của tình yêu và đặc biệt là sự chung thủy luôn hướng tới người mình yêu. Và em mong là hôm nay anh thử miếng bánh này của em, không biết có ngon hay không nhưng mà anh nhớ cái thông điệp mà em gửi tới. Rồi, anh cứ em cứ cảm ơn em nha. Mời bạn trai. Em rớt thì gặp anh mới nữa. Rồi, ngồi đi em. Rồi, xin mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào quý vị khán giả. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Em Rồi. tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Em sinh năm 91. Em ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Em làm nghề nghiệp gì nào? Dạ, em là hiện là giáo viên mầm non. À, giáo viên mầm non hả? Ở tại Nhân Trạch luôn hả Trang? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, xin mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào toàn em. Thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ạ. Em tên Trần Minh Quang. Quang. Dạ, tên Quang. Sinh năm 86. 86, Quang làm gì Quang? Dạ, em bên làm sale. Buổi sáng, buổi chiều thì về làm phụ bên thẩm mỹ viện. À, rồi làm hai chớp luôn á hả? Dạ. Trời ơi, Quang ở đâu? Tiền để đâu cho hết Quang ơi. Dạ em ở Bình Dương. Bình Dương hả? Dạ. Em nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì nói chung là em hòa đồng, vui vẻ. Nói chung là khi mà em dặn cái gì đó thì em cũng rất là dễ quên. Còn nhược điểm của em thì hơi nóng tính và ít nói nữa chị. Dễ quên, ít nói mà nóng tính hả? Hơi nóng tính và hơi ít nóng nói tính. Hơi nóng tính. Cũng như là dễ dặn nhưng mà sau đó thì cũng dễ quên. Nhưng mà nóng tính nhất là em làm gì? Ai chọc tới em nhiều khi em nóng quá em không chửi người ta nhưng mà em bực, kiểu như em bực trong lòng á, có khi là em khóc. Có đập đồ đập đạc cái chọi rồi gọi đạt không? Nhưng mà kiểu như không có ai hoặc là người nhỏ hơn mình tức quá thì mình chọi đại cái gì đó cho đỡ tức thôi. Lấy bậy cái gì chọi thôi đúng không? Có em nữ công gia chánh giỏi không? Dạ thì em nói chung là em cũng hơi vụng về thì em nấu được những món đơn giản thôi. Cái này là em làm hả? Dạ em tự làm á. Vậy là giỏi rồi. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em ưu điểm là làm việc nhà gia đình làm được hết rồi, cũng biết nấu ăn rồi mở quán bình dân thì cũng được. Mở quán chưa? Thì mở rồi. Mở rồi quán gì? Mở quán nhậu với quán cà phê cũng làm. Nhậu rồi nhậu dữ không? Em cũng uống lai rai thôi. Lai rai hả? Vậy là cũng có gọi là ý chí làm ăn ha. Em có tật xấu gì không? Em cũng chắc cũng nóng tính rồi sợ độ cao rồi. Em ơi, em lúc mà xỉn á em có hay bị mất kiểm soát không? Dạ không, em kiểm soát được nhưng mà cái thời lúc trẻ thì nó cũng hơi bị mất. Mất nó ra, lúc mà mất kiểm soát nó ra. Mất kiểm soát là có nghĩa là khi mình đi về mình có thể sai cái mình lủi vô cái bụi lùm gì đó, nhẹ nhẹ mà chạy tốc độ chậm thôi, ví dụ như 20 mình ngã nhẹ vô cái lề đường hay gì đó. Rồi đi về nhiều khi mình quên mình đi vệ sinh mà mình quên, mình có thể như đi vệ sinh sai chỗ. Ví dụ sai chỗ ví dụ. Dạ như là đi vô phòng tắm thì thường thường là nó có cái đèn sáng thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh. Thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh. Là tức là có thể quên tè vô tủ lạnh luôn. Dạ dạ thỉnh nó tè vô tủ lạnh đó. Thôi bây giờ là mình nói chút xíu về được tình duyên đi bên đàn gái. Chào em. Dạ, gái. Em chào anh. Ồ, dễ thương quá. Được tình duyên em thế nào? Dạ thì hiện tại em là một sinh viên mơm ạ. Sinh viên mơm hả? Dạ. Bé trai bé gái vậy cơ? Dạ em bé trai 5 tuổi. 5 tuổi bé hả? Trai 5 dạ. Tuổi. Em có gia đình lâu chưa? Dạ em có gia đình năm 2015. Được mấy năm? Dạ em ở, bé em khoảng 4-5 tháng là bắt đầu ly thân. Là ở với nhau khoảng 1 năm rưỡi. Năm rưỡi mình quen nhau bao lâu mà? Dạ quen nhau bắt đầu mà tính yêu nhau là khoảng 6 tháng mới cưới. 6 tháng rồi hả? Dạ tại hồi đó bạn này là bạn cấp 3 với em. À dạ. Tức là biết trước rồi. Dạ biết trước rồi. Nhưng mà đã có đứa con rồi. Dạ. Bỏ nhau chắc cũng gọi là có gì nó dữ lắm em hả? À, dạ thật ra thì mâu thuẫn sâu sắc. Em cần một người chung thủy mà thì bạn đó không được như vậy nên rồi quyết định. Anh hiểu rồi. Dạ. Còn đường tình duyên em sao? Tình duyên em cũng có gia đình. Có luôn hả? Dạ, em bé trai gần 2 tuổi. À,
Mình lấy vợ mấy năm? Hơn 2 năm. Rồi ly dị. Dạ ly dị rồi. Con ở với ai? Con ở với mẹ, nhỏ theo mẹ. Mình phụ cấp. Phụ cấp. Dạ. Ủa em ơi, như vậy có nghĩa là hai bạn là cũng bé ly hôn từ hồi nhỏ rồi. Luôn mà đúng không? Coi như là hai bạn đã lỡ một chuyến đò rồi đó. Vậy là em có ngại về bạn gái bên đây là single mom không? Em cũng như vậy cho nên em không ngại. Làm gì có gì ngại, cô bên kia rất là xinh đẹp nha. Anh nói cô kia hơi bị xinh đó. Dạ. Chị muốn hỏi em cái lý do mà em với lại cái người vợ của em ly hôn vậy? Thì chắc là do cái tính khí là quá nóng nảy. Em cũng có nóng tính, sau này em bớt lại nhưng mà người đó nóng hơn em luôn đó. Có nghĩa là hỏi như vậy để cho bạn nữ thấy được rằng là với những cái tính cách như vậy á, thì đi đến cái chuyện mà ly hôn của tụi em á, thì là bạn nữ có thấy là mình có phù hợp với lại cái mong mỏi của em hay không? Em hiểu ý chị không? Đó thì em thì nóng là chỉ có khóc thôi đúng không? Dạ thì tức quá mình nói không được mình khóc. Ừ, khóc thôi. Ví dụ như cái tiêu chí của em với cái người bạn trai sau của em là như thế nào? Điều kiện tiên quyết là em muốn phải như thế nào? Đầu tiên là em cần nhất là sự chung thủy. Và phải đặc biệt là phải thương con em. Đúng rồi, phải thương con em giống như con của mình. Dạ, đúng không? Rồi. Đó là cái điều kiện tiên quyết. Dạ. Đó, chị cũng nghĩ như vậy. Rồi, em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai. Có em trai hả? Rồi, em trai thấy em, sao em trai? Em trai bà con. À. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào hai MC với quý vị khán giả ở đây. Em là Nhã, là em họ của anh Quen. Anh em thì em chơi từ nhỏ nên tính tình em khá hiểu anh. Ảnh thì ngoài thời gian ra là ảnh dành cho hết công việc à. Chỉ có tối về anh em uống cà phê thôi. Còn tật xấu của ảnh thì em chưa thấy ra. Em chỉ nói gọn là nếu được thì chị cho ông anh em cơ hội. Còn chị bên đây sao? Dạ chị đây thì em thấy được. Quá trời đẹp rồi. Dạ, quá trời đẹp. Quá trời đẹp rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em đi với bạn và em gái. Đâu em gái đâu? Em nói dạ, em chào chị Hồng Vân và Linh với quý vị khán giả. Em là em gái của chị Trang. Theo em thấy thì ở nhà chị hiền, vui vẻ, quan tâm với gia đình. Còn anh thì em thấy cũng dễ thương. Chắc em nghĩ là hợp với chị em. Vậy hả? Cảm ơn em. Nghĩ là hợp ha, cảm ơn em. Thôi vậy chắc hợp rồi đó. Thôi, hai bạn cũng có kinh nghiệm trong tình trường rồi. Mình mở rào đi, cho hai bạn cùng chia sẻ xem có hợp với nhau hay không. Có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh ơi, nói chung em cũng biết tí nấu ăn thôi mà cái này em cũng không có khéo cho lắm. Thì hôm nay em tặng anh cái món này là rau câu hình hoa hướng dương. Thì cái hoa hướng dương này nó có ý nghĩa là nó là thông điệp của tình yêu và đặc biệt là sự chung thủy luôn hướng tới người mình yêu. Và em mong là hôm nay anh thử miếng bánh này của em, không biết có ngon hay không nhưng mà anh nhớ cái thông điệp mà em gửi tới. Rồi, anh cảm ơn, cảm ơn em. Em mời anh Linh ăn. Anh đang đợi đó. em làm trước đi. Nè, lấy tâm dùng đi, nó để sẵn luôn rồi đó. Dân chỉ không ăn đâu, không biết mà. Đúng rồi, Linh hiểu tôi ghê á. Đó, ăn cho biết thôi. Mời chị Dân. Để chỉ không ăn rồi để anh lo cho, em lo nói chuyện đi. Xuống đây ăn cho nó gọn. Trời ơi, không bỏ tôi một mình ơn ở đây vậy đó hả Linh? Dân nói chuyện đi Dân. Món này em tự làm hả? Dạ, em tự làm. Em mới làm tối qua á. Rồi, được, ngon. Dạ, em cảm ơn. Em có gì hỏi cho em hỏi trước đi. Thì anh cho em biết cái cảm nhận mà khi anh thấy em là như thế nào? Cảm nhận thấy em cũng như lúc nãy chị Dân nói là xinh. Anh Quỳnh Linh cũng nói xinh, là anh thấy cũng xinh. Dạ, em cảm ơn. Dạ, vấn đề là xinh như vậy là có cảm thấy đúng như là cái tưởng tượng của em hay không, là cảm xúc của em lúc này như thế nào? Dạ, cảm xúc của em thì hình như là cỡ trên 90% rồi. Em có thấy cái bạn nói về cái điều kiện tiên quyết mà bạn mong muốn ở em không? Thì em nói để cho bạn yên tâm. Thì cái đầu tiên em cần ở người bạn trai của mình là em cần sự chung thủy. Thì anh có điều đó hay không? Chung thủy. Người anh thương thiệt sự là anh mà về sống chung là chắc chắn là phải chung thủy. Anh cũng cần người chung thủy. Dạ. Đó, rồi hỏi bạn và với con của mình thì sao? Dạ. Còn nếu mà em với anh đến với nhau á thì con của em có phải là trở ngại với anh không? Thì hiện tại anh cũng có con cho nên anh thông cảm chuyện đó rất là nhiều. Dạ. Và gánh nặng thì không phải gánh nặng, chắc chắn là không phải gánh nặng rồi, nhưng mà mình có hiểu nhau không để mà cùng có chung một tiếng nói để về mà dạy một cái đứa con đó không thôi.
Rồi hai đứa dự định coi nếu đến với nhau thì có con nữa không hay là sao? Thì nếu mà đến với nhau thì em cũng thích có con nữa, còn ý anh sao? Chắc chắn rồi, anh thì cũng còn, anh với em trẻ mà chắc phải có ít nhất là một đứa con chứ. Nếu mà Thành sẽ có một đứa con. Gái hay trai? Cũng được. Bé em trước, thích gái hơn. Bé trước của anh là trai hay gái? Trai. À, em cũng thích gái. Tại dạ, em có bé trai rồi. Thôi vậy là tốt rồi. Đó, rồi bây giờ sở đoản của mình là gì? Em hát bài tặng bạn gái đi. Dạ đúng rồi anh. Anh hát anh, tặng em đi. Em quên hết bài hát luôn rồi. Giờ em tặng em bài thơ ha. Đó đứng dạ lên. À. À, em đứng lên đi. Hai đứa tạo cái gọi là điện sinh học coi là có hạp cái điện không. Tình cờ anh gặp được em, tình cờ anh đã yêu em mất rồi, tình cờ rồi lại tình cờ, tình yêu có phải tình cờ không em? Tình cờ được rồi đó, tôi thấy được rồi. Được bánh chưa? Ngon hết luôn hả Linh? Đó rồi đó, gửi trả cái dĩa nha. À, vừa ăn vừa nghe đọc thơ, tình cờ anh hết cái dĩa này của em. Thôi thấy hai đứa nãy giờ nói chuyện cũng hợp. Bây giờ trong lòng của em trai cảm nhận thế nào về em gái nè, nói anh nghe coi. Dạ cũng rất là thích, rồi nói chuyện ra thì cũng có duyên. Bây giờ mình tới đây cũng là một cái chương trình thực tế rồi, thì mình cho nhau cơ hội để sau cái khoảng thời gian này mình tìm hiểu coi như thế nào. Cảm thấy được thì mình tiến tới, còn không được thì lúc đó mình là cũng là bạn bè. Thôi hết thời gian luôn. Nãy giờ hai em cũng đã nói chuyện nhiều. Anh nghĩ rằng các em đủ để có thể cảm nhận xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 30 giây suy nghĩ và quyết định. Đó, cầm cái tay ra. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta có thể mở cửa trái tim hay không, có thể mở lòng mình hay không. Quyết định là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Em có bấm mà nó không ăn. Bên này người ta bấm rồi đó. Đánh trốn. Em gái nó nóng tính mà em bấm rất là nhẹ. Tôi thấy cái tay cô nè. Em bấm 2 lần hả? Hãy giữ lấy cái dĩa này để làm kỷ niệm. Nhớ rằng một lúc nào đó em đã có cô gái xinh đẹp tặng một cái dĩa bánh, yeah, một cái dĩa rau câu nha. Còn mở ra, bên đây chưa mở nè, mở ra dạ, coi lại gì. Trời ơi, sao mà cái bông mà y chang cái đầm vậy? Có cắt lén rồi cắt bông không? Cái này là bằng pha lê đó. Rồi em ý nghĩa là gì? Em mong muốn điều gì đây? Dạ thì đi tới đây là đi lẻ mà cũng giống như về phải có cặp đôi như cặp chị Nga này. Đó, đi lẻ là như về có đôi đúng không? Dạ. Vậy là em đã tội nguyện rồi đó. Rồi, thôi được. Cất rồi. Vô. Hai đứa nắm tay nhau đi. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình hứa gì với cô gái đi? Nếu như chúng ta hẹn hò, chúng ta đi tới một cái điều gì đó xa hơn thì em sẽ làm gì cho cô gái xinh đẹp này? Nói đi em trai. Yeah, em bữa nay tới đây chương trình này em rất là vui. Cũng rất là vui hơn khi em với bạn này cùng có thể bấm nút tìm hiểu nhau. Em cũng sắp tới đây tương lai sắp xếp thời gian qua Đồng Nai thăm em rồi cũng như tìm hiểu thêm. Rồi giờ có nhớ tên không? Trang. Trang đúng rồi. Còn em anh Quang. Nói em rất vui mà mặt em buồn quá. Nên em đến chương trình em rất vui. Em vui dữ lắm. Em cười đẹp quá mà sao em không chịu cười đi. Tại có nhiều những điều ta giấu kín trong lòng đó. Ha, được rồi đó. Phun cái ban đầu đi. Đó. Sao nóng cái trán gì vậy? Vậy là sao? Mình nâng cầm đồ. Đó. Chúc mừng các bạn. Cái tên gì? Con chào ông Huỳnh Linh. Con chào bà Hồng Vân. Con chào các quý vị khán giả. Con tên là Trường Ngọc Quỳnh Chi. Năm nay con 5 tuổi. Con là con gái của mẹ Dung. Rồi giờ con hôm nay con muốn nói gì với mẹ nào? Con muốn nói gì với mẹ mình không? Dạ có. Con nói đi. Con muốn mẹ hạnh phúc với con. Con muốn mẹ hạnh phúc với con hả? Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Rồi, ngồi đi em trai. Nào, bây giờ nhà gái mình giới thiệu về mình coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào anh đồng hành cùng em. Xin chào quý vị khán giả.
Em tên là Kim Dung. Năm nay em 29 tuổi và em đến từ Đà Lạt ạ. Con làm tư vấn viên tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife ạ. Con làm ở Sài Gòn? Dạ không, con làm ở Đà Lạt ạ. À, hiện giờ đang sống, sinh sống và làm việc ở Đà Lạt luôn. Dạ vâng ạ. Mời nhà trai. Em tự giới thiệu, em là Đỗ Văn Tú. Năm nay 33 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa. Làm gì Tú? Dạ em làm kỹ sư cơ khí. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì Tú? Ưu điểm thì sống tự lập, biết nấu ăn. Có khuyết điểm gì không? Nhút nhát trước đám đông, với hơi nóng tính chút xíu. Em đã từng xuống Biên Hòa chưa? Dạ có rồi ạ. Có rồi hả? Dạ. Có sợ yêu xa không? Dạ yêu xa thì dạ con cũng không sợ lắm, nhưng mà quan trọng là do hai người á con. Rồi bây giờ mình nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của con là một người sống rất là vui vẻ, hòa đồng, thích những công việc như là từ thiện hay là giúp đỡ người khác ạ. Còn điểm yếu? Dạ còn khuyết điểm của con thì vì con là người sống tình cảm nên là con khá là biết ướt hay khóc nhè á cô. À hay khóc nhè hả? Dạ nấu ăn thì cũng chưa được ngon ạ. Này là con làm hay là con mua? Dạ đây là con tự làm á cô. Vậy là con giỏi quá rồi, này là làm thủ công ha, khéo dạ, tay đúng không? Dạ. Đường tình duyên của em trai sao nè, nói cho đàn gái kia, nói lớn lên. Dạ em thì trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời đi học. Rồi mối tình đầu tiên bỏ qua, mối tình sau này là mấy năm? Mối tình thứ hai thì em quen và lập gia đình được 11 năm. Của em lập gia đình rồi? Dạ vâng ạ, em sống. Được 11 năm? Dạ. Trời ơi, được mấy đứa cháu? Dạ em được hai cháu gái. Bây giờ hiện tại cháu nhỏ thì 6 tuổi họ ở với mẹ. Còn cháu lớn là năm nay 12 tuổi ở với em. 11 năm lý do tại sao lại chia tay? Dạ tại vì trong cuộc sống thì công việc của em ấy thì là hay đi công trình, đi làm xa. Mới hay nữa là em cũng vì là tính chất công việc em ham mê về công việc quá cho nên là cũng ít dành ít thời gian cho gia đình, dẫn đến là tình cảm càng ngày càng nhạt phai. Lo do em đi qua sao? Dạ, đi làm, em đi làm việc, em cũng chăm sóc gia đình. Dạ. Bây giờ hai đứa nhỏ, một đứa là 6 tuổi ở với mẹ, dạ. 12 tuổi với ba, vậy thời gian đâu chăm sóc đứa nhỏ? Dạ cháu lớn thì ở với em thì tại giờ đang ở với ông bà nội. Bây giờ liệu là nếu mà mình lấy vợ về á thì em nghĩ là em có thể lo được cái cuộc sống cho thêm một người vợ mới và nhiều khi lại có con nữa không cưng? Dạ cái này em đủ khả năng, không dám hứa nhưng mà chắc chắn sẽ là một chỗ vợ tinh thần và vai vững chắc lo cho cuộc hôn nhân sắp tới. Chị muốn hỏi là em thì sao về cái tình duyên của em? Em cũng như anh, em cũng có một trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ ạ. Và cách đây khoảng hơn 4 năm ạ. Hơn 4 năm rồi? Dạ. Là đổ vỡ hơn 4 năm, vậy là mình có con chưa? Dạ, em có một bé gái ạ. Một bé gái hả? Dạ. Là bé ở với em? Dạ vâng ạ. Là mấy tuổi rồi? Dạ hơn 5 tuổi ạ. Cái vấn đề này thì chút xíu các bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhau luôn ha, về cái vấn đề con anh con em này luôn nha. Bên đàn gái có bây giờ muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bờ vai vững chãi ạ, về kẻ mặt tinh thần lẫn kinh tế, và phải thực sự là yêu thương con gái em ạ. Dạ, đó là một yếu tố quyết định của em. Sao em... Dạ, cái đó là điều chắc chắn, tại vì em là sống nội tâm, sống rất là tình cảm. Dạ. Thì có qua có lại thôi em. Dạ. Người ta yêu con em thì em yêu con người ta. Dạ, là cái chuyện đó là hết sức là công bằng đúng không? Dạ. Thì hôm nay mình đi với ai nào? Dạ em đi với bố, con gái, anh chị em. À vậy hả, có con gái đi nữa hả? Bây giờ hỏi ý kiến con gái chút xíu đi ha, rồi qua ông nha. Con gái tên gì? Con chào ông Huỳnh Linh. Con chào bà Hồng Vân. Chào con. Con chào các quý vị khán giả. Con tên là Trường Ngọc Quỳnh Chi. Năm nay con 5 tuổi. Con là con gái của mẹ Dung. Rồi giờ con hôm nay con muốn nói gì với mẹ nào? Con muốn nói gì với mẹ mình không? Dạ có. Con nói đi. Con muốn mẹ hạnh phúc với con. Con muốn mẹ hạnh phúc với con hả? Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Có hả? Con thấy thích chú này không? Dạ có. Có luôn. Rồi thấy cưng quá rồi đất luôn rồi đó. Thấy chương trì thì chào ông Mai bà Mối. Thì dạ. Mình là bố đẻ của cháu Dung. Dạ con chào bác. Chào cháu. Dạ. Mình thì hiện tại đang sống ở Đà Lạt. Thì qua mình thì cháu Dung thì cũng trải qua một mối tình. Rồi là hai đứa cũng đã thương yêu nhau rồi cũng lấy nhau. Đấy, nhưng mà được hơn một năm thì là chia tay. Dạ.
Nếu do lý do ấy thì thực chất ra thì cũng Dung sống là trong nội tâm và tình cảm. Dạ. Thích người chồng phải quan tâm mình, nhưng Dung rất là ước ao. Thường ấy là cứ ước ao làm sao lấy được một người chồng giống bố mình. Dạ. À, dạ. Dạ. Thì thôi qua chương trình này thì cháu Dung đây thì cũng là cái cơ hội để hai đứa gặp nhau. Thì bác thấy cháu bên này thì cũng có nhiều cái điểm cũng giống tương đồng á. Và tương đồng với đây. Vì thứ nhất là cái nội tâm, sống trong nội tâm thì chú sống rất là nội tâm. Yeah. Cái đó là điều quý nhất. Nhưng chú chỉ có một cái là một điều, chú chỉ hỏi một cháu một điều thôi. Yeah. Trong gia đình thì nó có hai cái, thứ nhất là về kinh tế và tiền bạc. Thì cháu sẽ chọn trong cái tình cảm nhiều hơn hay là về kinh tế nhiều hơn? Dạ, theo vâng, quan điểm của cháu. Dạ vâng, cảm ơn bác. Thì con xin trả lời câu hỏi của bác. Thì thực sự ra là trong cuộc sống thì đối với con thì cái vấn đề vật chất không thành vấn đề. Khi mà hai người sống mà có tình cảm thì cả dù khó khăn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mình cũng cùng nhau bảo ban, cùng nhau vượt qua thì có tất cả. Còn nếu mà quan trọng về vật chất thì con nghĩ là cái tình cảm không bao giờ gắn bền. Đó là điều tuyệt vời. Dạ. Quan điểm đúng rồi, chưa bác đây. Dạ. Thứ hai bác chỉ hỏi cháu một câu. Dạ. Giả sử cháu có khả năng về Đà Lạt ở với chú được. Có không? Có về không? Dạ, không, đấy là điều kiện. Dạ vâng, thực sự thì con nói với bác là cái vấn đề thì khi mà hai người mà tìm hiểu mà hợp là tiếp tới được với nhau thì vẫn quan trọng, thì cái vấn đề là ở đâu không quan trọng. Quan trọng chủ yếu là hai người hợp và cùng nhau bỏ ban nhau làm ăn. Thì các cụ nói là đất lành chim động, không có căn ngại gì, vấn đề là ở đâu hay bất kỳ chỗ nào. Mình sống ở đâu thuận tiện, công việc, làm ăn mà phát huy được, phát triển được là tốt thì mình cứ phát huy, chứ không quan trọng là phải bắt về chỗ nào chỗ nào. Rồi, nghĩa là con vẫn thấy này được ha. Đây là một chàng một người đàn ông rất là bản lĩnh, đã vượt qua những thử thách và sát hạch của họ nhà gái. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Ưa nhìn là được. Cao 1m55 trở nên là ok. Biết quan tâm chia sẻ. Đó, và rồi, biết kính trên nhường dưới. Ồ, chào em gái. Dạ. Trời đất ơi, xinh quá trời xinh nhờ. Đúng là đường tình duyên hả? Thôi, buồn làm chi em ơi, hết duyên tình cũng lỡ làng ha. Thôi, mà coi như là cái duyên phận nó vậy rồi, đừng buồn nữa. Mình nên mở ra một cái tương lai tươi sáng hơn nữa, mở lòng mình ra nữa ha. Dạ. Em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân luôn hả? Ê, bạn thân cho vài ý kiến coi nào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Vân ạ. Dạ, em là Tình Giang, em là bạn thân của bạn Tú. Mình mong rằng là bạn Tú với bạn Dung bên đây, hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau nhiều hơn để có kết quả nó tốt đẹp hơn, nhanh nhanh gần gần để cho bạn Giang được đi nhậu đám cưới. Rồi, à, cảm ơn thằng trai. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nào, hãy chấp lấy thời cơ, mở rào. Có con gái quá trời xinh luôn vậy đó. Tới anh có món quà tặng em, món quà. Dạ em cảm ơn anh. Đây. Cái món đó, cái gì vậy cưng? Dạ sách ạ. Sách. Sao em lại em rất thích đọc sách luôn. Dạ, cái sở thích của em mới hay nữa là thực sự là em là con người sống nội tâm, cho nên là em tặng em gái một cái cuốn sách là Tấm Lòng Vàng. Có là bao nhiêu cái lòng tình cảm của em là dành cho trong cuốn sách đó, thay lời em muốn nói. Thay lời muốn nói bằng cuốn sách. Rồi, mình cảm ơn anh. Bên nhà trai đi cưng. Dạ. Dạ, em đến từ Đà Lạt. Đà Lạt thì nổi tiếng với lại hoa và dâu tây ạ. Và em mang những đặc trưng của Đà Lạt đến tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em. Nice. Trước đám đông với mà trước một người phụ nữ xinh đẹp thì em rất là nhút nhát mà không biết, thì em có làm một bài thơ gửi tặng bạn gái cũng như tất cả quý vị trong khán giả ở trong trường quay. Vì em run quá không nhớ được nên là thôi xin phép nó đọc. Bây giờ đối tượng của bạn là bạn này cho nên dạ, mình bạn xưng là anh em đi. Dạ. Thì anh tặng em bài thơ. Chào em cô gái dễ thương, vừa gặp anh đã mến thương em rồi. Đắm say những lúc nàng cười khiến anh ngây ngất cả người xuyến sao. Xinh xinh má ửng hồng đào ấy kia đầy đặn làm sao kìm lòng. Nhìn vào đôi mắt sáng trong, hồn anh đã lạc như không lối về. Nhìn nàng quả quyết, quả hết chỗ chê, chỉ sao mơ ước nàng về cùng anh. Đắp xây, xây mối mộng lành, sẻ chia bầu bạn cùng anh sớm chiều. Thỏa lòng cho một chữ yêu, điều gì em muốn anh chiều em ngay. Chung tay xây mối duyên tình, thành một tổ ấm gia đình mộng mơ. Xin hết.
Và thơ rất là hay và ý nghĩa luôn ạ. Em cũng là một người sống rất là lãng mạn nên là rất thích một nửa của cuộc đời mình là một người sống tình cảm và lãng mạn như vậy ạ. Em xin tặng anh bài Anh của Thùy Chi ạ. Anh vẫn đến dù trời có mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc gió rét xua tan mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu vào nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ. Nhờ thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình hòa nhập con tim ngàn lời yêu thương. Bây giờ mình hẹn hò thế nào đó, thôi mình bàn thử đi em trai. Thì thực sự thì anh ấy đang sống và làm việc ở Biên Hòa. Thì vậy là anh em mình cũng khoảng cách là cũng là khá xa. Thì theo em thì anh em mình có thể tìm hiểu như thế nào nó hợp lý. Em thì từng nghe có một câu nói thì em cũng không nhớ tác giả của đó, nhưng mà đại khái nội dung như thế này. Tình yêu thì như những đốm lửa, nó sẽ bùng cháy khi mà đó là một ngọn lửa lớn, nhưng mà nó sẽ bị dập tắt khi đó là những đốm lửa nhỏ. Nếu như mà thực sự trong xa cách, nếu như hai người thực sự yêu thương nhau thì đó không phải là một rào cản. Tình yêu mà nó đủ chín mùi thì cả xa cỡ nào thì anh cũng có thể cố gắng vượt qua được hết. Cái đó là cũng là một cái sự thử thách ban đầu, chủ yếu là hai người có dành chọn cái tình cảm cho nhau hay không thôi. Hiện giờ cái kinh tế của em đang ổn định không? Dạ, kinh tế em thì ổn định. Như nãy em chia sẻ là em cần một người cả về vật chất lẫn tinh thần, đúng không? Dạ. Thì liệu rằng cái công việc của bạn này lên Đà Lạt có phát triển được không? Khi mà bạn phải làm lại từ đầu, thì cái đó là tụi em phải tự tìm hiểu và nói với nhau. Tức là khi mà mình đã là trưởng thành rồi thì những cái điều đó là mình phải gọi là giống như lật bài ngửa với nhau hết thì mới có thể bền chặt được chứ. Còn bây giờ không còn là yêu đương vớ vẩn nữa mà phải là yêu và đi đến một cái gì đó nó kết thúc viên mãn, đúng không? Dạ. Vâng. Đó. Tại vì thực sự cảm ơn chị, là tại vì là đúng ra thì công việc của em thì làm chỗ nào cũng được, nhưng mà tại vì cái trên đó thì em cũng chưa biết cái mô hình như thế nào. Nhưng mà cái một cái thành phố du lịch và đang rất là nổi thì em nghĩ là cái vấn đề đó thì không có quản ngại gì hết. Anh nghĩ thế này, với một người yêu xinh xắn thế này, một cô vợ tương lai đẹp thế này thì ở đâu mình cũng đi, thậm chí trong rừng mình cũng vô luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Quan trọng là tình yêu thăng hoa, chúng ta có thể làm tất cả mọi việc. Dạ. Như nãy em nói là quan trọng là tình cảm. Dạ. Còn công việc ở đâu chúng ta cố gắng thì nó cũng sẽ thành công thôi. Dạ. Chứ bây giờ anh hỏi thật sự là trái tim em có rung động trước đối phương chưa? Thực sự là em rất là rung động chứ không phải rung động đấy. Trời ơi, nhìn là thấy rung động toàn phần rồi. Cô gái xinh đẹp như thế, vấn đề là chúng ta đủ sức để có thể lo cho hai đứa nhỏ, rồi còn một đứa nhỏ ở nhà bên vợ cũ nữa ha. Nói gì nói, mình cũng phải có trách nhiệm với những đứa trẻ đó. Thấy không? Bây giờ em nói một câu gì để thuyết phục cô này, đơn giản như vậy thôi. Nào, hãy nói những cái gì mà từ trái tim của mình, nói thật lòng với cô ấy đi. Anh với em tới đây cũng là một cái duyên, thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Yêu là yêu thật lòng. Anh không hứa là cho mẹ con em một cái giàu sang phú quý, nhưng anh cũng sẽ là một chỗ dựa tinh thần, một cái bảo vai vững chắc để làm điểm tựa cho hai mẹ con cùng với bố con anh phát huy và tiến tới gia đình phát triển kinh tế một cách tốt nhất và nhanh nhất. Không giàu sang phú quý nhưng mà phải đủ ăn đủ mặc. Nãy quên cái chữ đó. Đủ ăn đủ mặc là phải yên bình, phải dư chút đỉnh thôi, đủ ăn đủ mặc. Cái đó thì điều đó là chắc chắn rồi. Rồi, ok. Còn chuyện bấm nút hay không, trả lời thế nào là phụ thuộc vào cô gái. Hai bạn hãy để tay vào nút bấm. Hai bạn cũng đã lớn rồi, đủ sức để chúng ta cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Cảm nhận đúng, chúng ta bấm nút. Cảm nhận không đúng, chúng ta không cần phải bấm nút. Hãy nhắm mắt lại, xem thực sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ, nó có rung động con tim của mình hay không. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả, bởi cái nút bấm nó hết sức quan trọng nha các bạn. Duyên nằm ở đó. Nào, 3, 2, 1. 1, hết thời gian. Bấm nút.
chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý cho nhau một cơ hội. Hứa gì với bố vợ tương lai đi? Con xin hứa với bác, với gia đình nhà gái thì con là người sống rất là nội tâm, thì con sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất là vững chắc nhất để lo cho gia đình sau này phát triển kinh tế tốt nhất. Tất cả những lời hứa đó nó còn mãi mãi trên truyền hình nha. Không bao giờ phai cả, và hứa gì thì nhớ đó. Xin phép bố cho hôn bạn gái. Con xin phép bác cho con hôn gái. Nè em nói gì với con bé kia kìa? Con có thích đi chơi cùng với chú với mẹ không? Là có. Nó vợ gì cũng có chứ.